Mến chào buổi sáng tất cả quý vị khán giả nha. Sáng hôm nay ngày 31 tháng 5 năm 2023. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cập nhật toàn cảnh hai trụ tháp chính dây văng T15 và T16 của Cầu Mỹ Thuận 2, cũng như cái phần đường dẫn và trụ tháp T14 và T17 của Cầu Mỹ Thuận 2 cho tất cả quý vị khán giả được biết nha. Ở trụ tháp T15 hôm nay thì mình thấy là có rất là nhiều sự thay đổi ha. Thì mình thấy là các anh công nhân, các anh kỹ sư của đơn vị chung chính đã trượt xe đúc ra bên ngoài tiếp tục thi công khối dầm K10. Còn ở trụ T14 thì các anh đã xây xong cái dàn đà giáo và đang tiến hành thử tải ở trụ T14 để mà tiến hành xây cái dầm cục để mà neo cái 3 sợi cáp di văng sau cùng 14, 15, 16 của Cầu Mỹ Thuận 2 ha. Mình thấy là những cái khối bê tông khổng lồ đã được để lên rồi, thì mỗi khối bê tông như vậy là nặng khoảng 5 tấn ha. Còn ở phía bên trong đường dẫn thì mình thấy là các anh đã kẻ vạch phân làn, những cái vạch kẻ đường màu trắng trắng này các anh đã kẻ xong rồi. Còn ở trụ T17 thì các anh thử tải xong rồi, thì bây giờ các anh đã hạ tải rồi và đang tiến hành kéo cáp dằn gió ha. Đầu là hôm nay thì các anh bắt chéo cáp dằn gió. Ở trụ T15 cũng vậy ha, thì có đây là trong hôm nay thì các anh cũng sẽ lên cáp dằn gió ha. Thì mỗi lần trượt xe đúc ra là các anh sẽ căng kéo cáp dằn gió liền để mà đảm bảo không có rung lắc, không có cái dầm khi mà xảy ra gió lớn đâu này kia đó, dông lốc đồ này kia đó, thì sẽ giữ thăng bằng cho cái dầm của mình ha. Sau một đêm xây dựng, Cầu Mỹ Thuận 2 sáng hôm nay có gì thay đổi thì bây giờ mời tất cả các cô chú anh chị, tất cả quý vị khán giả cùng nhau xem hết video với mình nha.